Hai đấm bóc rồi đó, nhẹ nhẹ trúng anh kìa. Chụp đây nè, chụp thử thách nè, đó chụp thử thách nè. Chạy xuống, chạy xuống. Đứng chết quá, chết quá, chết quá. Đừng đừng có nằm đây, nằm đây. Chỗ câu cá đi. Rồi, 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 rồi. Đây đây đây, bà tháo rồi chưa? Đưa bà tháo rồi chưa? Rồi câu cá đi. Anh chuột nó chơi con vàng rồi mít. Chuột nó chơi con vàng rồi nó lấy cá nó gắn vô rồi. Tên em chơi con vàng rồi. Câu cá ra nha, đừng câu trái cây nha. Chụp câu đi, nè cá nè. Dính nhau. Trúng à, trúng à. Cho qua ghế này, chung ngồi chung câu đi. Cho hai bên đó hai câu. Cá là hán. Cá ông hả? Cá muốn đi đâu chứ? Có hai câu giỏi rồi. Đó hai câu được đó, chụp câu đi, thôi chụp hai bị sảy cá là câu cá, cá là hàng đúng hả? Con rùa chụp câu giống con cá trâu. Cá cá bò với hai cả. Chuột lên màu gì? Màu hồng. Lên. Rồi lên. Tứa là đây. Rồi, lên.
À, đây bà quay cho. Quay cho bà nội coi. Sao ngồi ngửa coi. Chôn né à. Dạ hai à. Hai khỉ à. Hai chơi khỉ. Ngủ luôn, ngủ luôn. Ngủ luôn. Bé ngủ luôn. Quay chút đi xuống. Hai chưa xuống mà. Rồi qua đây nè, qua bên mình. Rồi dừng cho em xuống, dừng cho em xuống. Rồi đi đâu nữa? Đi đâu nữa? Ờ con quay đi. Hai quay đi. Hai quay đi. Hai tự quay được không? Giờ để ba quay cho. Rồi chụp cái ngựa đi. Màu vàng, được lên màu vàng. Màu gì? Màu hồng. Màu hồng. À, chú lên màu gì? Rồi lên. Lên. Chị hai ngồi màu gì? Xanh dương, đúng rồi. Rồi lên đi, ba đưa cho. Bám vô. Xuất phát. Nhẹ nhẹ cho em còn nhỏ. Anh mặc áo màu gì? Khai mét. Anh mặc áo màu đỏ. Giao cho nhà nhúng như này nè. Yeah.